đại dương ẩn chứa rất nhiều những bí mật trong những rặng san hô, đặc biệt là ở những vùng nước sâu thẳm. Cứ tiến sâu thêm được ít nào, con người lại khám phá ra những điều đặc biệt đến ngỡ ngàng. Trong một chuyến phiêu lưu xuống đáy đại dương, ngoài khơi vùng biển Caribbean, cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 100 km, thợ lặn người Pháp lừng danh Jacques Cousteau đã khám phá ra cái hố xanh này. Sau đó, ông đã đặt tên cho nó là Great Blue Hole, hố xanh khổng lồ, và nó trở thành một trong những nơi lặn biển tuyệt vời nhất trên thế giới. Ấn tượng với chiếc hố đến nỗi, Jacques Cousteau còn thực hiện một bộ phim truyền hình mang tên Thế giới dưới biển của Jacques Cousteau. Hố xanh này có đường kính 300m, sâu khoảng 125m, được những rặng san hô tuyệt đẹp bao bọc xung quanh và nằm chìm dưới một làn nước xanh biếc. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hố xanh khổng lồ này được hình thành từ kỷ băng hà, khi đó mực nước biển thấp hơn hiện nay rất nhiều. Nước biển dần dâng cao, cái hố bị ngập và hình thành một hệ thống hang động lớn dưới lòng đại dương. Hố gồm nhiều tầng đá vôi, hình thành qua các khoảng thời gian khác nhau. Sau khi phân tích các nhũ đá được lấy từ hố xanh này, các nhà địa chất học cho rằng sự hình thành cái hố có thể đã diễn ra từ khoảng 15.000 năm trước đây. Ngày nay, địa điểm này trở thành một nơi thu hút đông đảo những thợ lặn, khách du lịch muốn khám phá nó. Tất nhiên, khi đến đây, bạn có thể gặp những con cá sinh sống tại khu vực này, gồm cả cá mập đầu búa và cá mập bò. Kênh khám phá nổi tiếng Discovery đã xếp hạng hố xanh này vào top 10 những địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới. Nếu có ý định thám hiểm hố xanh khổng lồ này, bạn hãy ghé thăm bờ biển của thành phố Paris. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!